Chiều ngày 2 tháng 2, cộng đồng mạng bất ngờ trước thông tin hot TikToker Đặng Ngọc Bích Tuyền đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Trước đó một ngày, cô vẫn livestream trò chuyện vui vẻ với người hâm mộ. Sau đó, nhiều nguồn tin cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định đó là suy hô hấp. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, giám đốc trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hội chứng suy hô hấp là hội chứng lâm sàng với biểu hiện nặng và khởi phát nhanh. Nếu không được cấp cứu kịp thời hoặc không sơ cứu đúng, suy hô hấp có thể khiến cho bệnh nhân tử vong bất cứ lúc nào. Đối với suy hấp thì thực ra là nó là một cái hội chứng lâm sàng. Nó rất phức tạp. Nó phức tạp và nó có rất nhiều nguyên nhân. Và cái mức độ biểu hiện của suy hấp cũng rất là tùy thuộc vào từng cái mức độ trầm trọng của bệnh. Ví dụ như là có thể là chúng ta mới biểu hiện là đầu tiên là người bệnh sẽ cảm thấy khó thở. Khó thở là như nào? Tức là anh cảm thấy không hít vào được đủ khí. Anh cảm thấy hít khí vào nhưng mà vẫn đòi hỏi nhu cầu hít nhiều hơn. Thì trong trường hợp đấy người ta gọi là các biểu hiện về khó thở. Thì người ta có phàn nàn là tôi thấy thở khó quá. Phải được thông báo cho người thân để người thân biết. Cái thứ hai là người cảm giác là thiếu khí. Thiếu khí là ví dụ như là hít rất nhiều rồi nhưng vẫn không thấy đủ. Như vậy thì cái nhu cầu về khí ở đây nói về oxy sẽ tăng lên. Bác sĩ Sơn cho biết thêm dấu hiệu nhận biết bệnh suy hô hấp tùy thuộc vào nguyên nhân mắc bệnh mà bệnh nhân bị suy hô hấp có những biểu hiện khác nhau và tùy thuộc vào nồng độ oxy, carbon, dioxide trong máu và quá trình tiến triển của bệnh. Sau đó là người ta sẽ biểu hiện bằng các cái biểu hiện như là nhịp tim sẽ tăng lên bởi vì tim của mình cần phải có nhiều oxy, cần phải cung cấp oxy nhiều hơn thì nó sẽ nhanh nhịp tim lên. Sau đó là chúng ta sẽ thấy là huyết áp có thể tăng lên. Có thể tăng huyết áp lên để phản ứng với cái tình trạng mà khó thở. Rồi chúng ta sẽ thấy nếu nhiều hơn nữa, nặng hơn nữa thì thấy là hoạt động cơ hấp sẽ mạnh lên. Và có dấu hiệu là các cái cơ hấp của mình nó sẽ bị co thắt lại. Thì thường là các cái cơ hấp ở cổ là cơ hấp phụ hoặc là các cái cơ gian sườn bắt đầu hoạt động và nó gây ra tình trạng thở dồn dập. Thở dồn dập. Sau đó là đến dấu hiệu vã mồ hôi ra, bởi vì thở nhanh quá là sẽ vã rất nhiều mồ hôi. Đôi khi có những người bệnh vã mồ hôi như tắm luôn. Ướt hết quần áo. Thì đấy là những cái thể mà do là cái cơ hấp nó hoạt động quá mức. Tiếp vào đó thì bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu thiếu oxy của tổ chức. Ví dụ như là đầu tiên là ở da niêm mạc sẽ thấy nó tím. Nó tím da và niêm mạc. Rồi da có thể nhợt ra. Rồi tiếp đó là đến cái dấu hiệu thiếu của các cái cơ quan khác. Ví dụ như là đặc biệt là não thì sẽ bệnh cho người bệnh biểu hiện là kích động. Giai đoạn đầu là kích động, giai đoạn sau thì có thể là hôn mê. Và có thể nếu mà không kịp thời cấp cứu thì bệnh nhân có thể tử vong.